Hello, xin chào cả nhà. Bữa giờ ăn cơm ngoài không? Hôm nay thèm cơm nhà. Tranh thủ hôm nay được rảnh bữa sáng, Tuyên đưa vào Ngư đi học xong. Rồi bây giờ Tuyên đi chợ mua đồ ăn, về nhà nấu cơm. Ăn xong rồi đầu giờ chiều chạy qua bên nhà anh Lý Hải bắt đầu thu. Thu đã chuẩn bị cho show diễn ngày 12 tháng 4 năm 2024 này cho Lật Mặt 7 ở ngoài phố đi bộ đó nha cả nhà. Hiện tại bây giờ thì Tuyên đang ngồi ở đây, Tuyên chờ lấy hai trái dừa. Dừa chỗ này là mối của Tuyên á, lần nào thèm nước dừa cũng chạy ra đây cả. Em lên phim luôn nha. Đây là xe dừa quen thuộc gần nhà Tuyên. Tuyên hay uống ở đây. Lấy anh dừa có cái với nha cưng. Ngon lắm, đầy đủ các loại luôn. Mua nước dừa xong rồi bây giờ Tuyên đi tới ngoài thịt heo, Tuyên mua đuôi heo. Chị hôm nay còn đuôi heo không chị? Hả? Đấy là một cái đuôi ngon ngon. Ngoài thịt heo thì hấp dẫn lắm. Ở đây cũng là chỗ món mà Tuyên hay mua. Hết rồi hả? Thôi em nấu đuôi. Rồi có chơi tiếp quá vậy. Xin lỗi cho anh kia mua nha. Dạ. Đuôi heo bên này hết rồi. Anh lấy một cái đuôi heo đi anh trai. Đuôi đây. Dạ đuôi. Anh kéo cái khẩu trang anh nhìn là tiên thì tiên đâu. Hai quầy thịt heo sát bên nhau. Tôi không biết là có quen không, nhưng mà thằng bữa là tôi hay mua bên này. Hôm nay qua bên đây. Thịt tươi ngon lắm. Chị chặt cho em ra luôn, em nấu canh súp đó chị. Dạ chặt hết luôn, đủ, ở nhà có mấy người à. À lấy cho em một miếng ba rọi về em kho luôn. Quách Ngọc Tiên. Với em tổng cộng bao nhiêu tiền? 130. 130. Em bên kia đường. Rồi em đi đây, bye bye. Em xin anh tiền. Quá trời luôn, giờ kho nào kho sạch bụi trà vá luôn á. Như vậy là ăn dư rồi. Ở nhà Tuyên thì con cũng có trứng sẵn. Trứng cũng là được tặng luôn nha cả nhà. Sướng thiệt. Được tặng rau củ quả, tặng trứng luôn. Bây giờ Tuyên đi mua rau. Chị có củ dền không chị? Bự không chị? Đâu cho xem. Chị lấy cho em hai củ. Gọt giùm em luôn ha. Thôi hai củ thôi được rồi, nhiều quá. Dạ, cảm ơn chị. Trước ngày xưa đầu tiên mà trường Giang chưa giàu là ở với anh Tiến kiểu mua đồ chị Hoài. Dạ, Kiều Minh Tuấn ở trong khu này nè. Dạ. Anh Tuấn Linh ấy ở đây xưa giờ đó rồi. Dạ. Đó, rồi thôi em đi nha. Rồi. Dạ. Tiền mua. Dạ không, hết học rồi chị. Bây giờ đi làm rồi. Đi làm rồi hả? Dạ. Bà ngoại. Dạ. Dạ em đi với ba chị. Nãy đó ăn liền không bà? Ăn liền luôn mà. Bự quá ăn hết luôn hay là nãy? Dạ hết, lấy con nãy đó luôn đi. Dạ không sao, bây giờ Tuyên đi mua chuối, mua về cho mọi người ăn. Chuối mình. Dạ. Ăn thêm cái gì không ta? Chú đủ không? Chú già không? Chuối già. Chuối già là chú Hồ Lạc chú mình. Hai con chuối, chú xin chín mà này chú cao quá rồi. Dạ. Ai nào nữa? Lấy cho con nải này nữa đi. Đó mà chú Hồ Lạc nha. Dạ. Ăn liền luôn. Ăn liền luôn. Ăn liền lên nãy nhà cho cưng nha. Nãy chồng ơi. Nãy đó. Hả? Dạ. Nhanh gọn lẹ. Tiên đi chợ đã xong rồi. Chiều nay rước mọi người về, mọi người cũng có bữa ăn cơm ngon lành. À, tính ra ngày hôm nay đi chợ tốn bao nhiêu tiền ta? Tiền thịt, tiền đuôi là 130 nè. Tiền hàng, tiền củ dền 20 là 150 nè. 150. Ừ, rẻ vậy. Có 150.000 thôi. Mà có bữa ăn trưa, bữa ăn chiều luôn. Mà cho mấy thành viên ăn luôn, tính ra quá rẻ. Rau củ quả thì được tặng nè, trứng được tặng nè. À, có tốn thêm tiền chuối và tiền nước dừa nữa. Nước dừa 2 trái 20.000. Tiền chuối 2 nải 50.000.
Đây là rau củ quả mà Tuyên được tặng này, quá trời luôn. Cà rốt nguyên một bịch, bắp cải, cà chua, khoai lang là được tặng lâu rồi, khoai tây. Còn túi này là Tuyên mới đi diễn, Tuyên đi diễn ở ngoài miền Trung đó, ngoài Đà Nẵng, ngoài Quảng Ngãi. Tuyên được em đó đi biển, đích thân bằng đó đánh cá lên rồi phơi khô luôn. Em nói tặng Tuyên quá trời quá đất khô. Nói anh Tuyên, em tặng anh cái này đúng là bà con ngoài Quảng Ngãi, ngoài miền Trung nhiệt tình lắm luôn. Một hai nó dắt Tuyên về tới nhà nha. Đó, khô ngon không? Thế không biết khô gì nữa, hình như ba loại khô. Đây là thành phẩm của Tuyên. Đã xong nồi canh súp thiệt là chất lượng. Ten 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 ten. Wow, nhìn đã không? Tuyên không dám bỏ hành ngò nhiều, sợ cái hân với bào ngư ăn không được, bỏ tí xíu lấy vị cho nó thơm thơm. Ôi nè, nồi canh súp cực kỳ chất lượng luôn. Đuôi heo lúc nãy thịt ba rọi nhiều quá nên Tuyên bỏ vô đây vài miếng nữa cho nó ngọt nước. Đây đuôi heo này ăn ngon lắm luôn á. Có trong này có củ dền nè, khoai tây nè, cà rốt nè, như đó là đủ rồi. Rồi giờ bây giờ Tuyên chuyển qua Tuyên kho thịt. Rồi thịt Tuyên đã ướp từ nãy giờ, bỏ tí xíu tiêu. Thịt kho tiêu Tuyên sợ cay quá, bào ngư ăn không được. Lát dữ dằn, ngon lành luôn. Ơi trời ơi, nồi thịt thơm lắm luôn. Tuyên đứng ở đây Tuyên quay clip mà Tuyên nghe mùi thơm rồi đó. Tuyên cho nó săn miếng thịt lại. Đây Tuyên sẽ đổ nước vô. Tuyên có mua nước dừa nữa, có nên kho bằng nước dừa hay là có không ta? Chắc Tuyên đổ một ít nước dừa vô cho nó ngon. Quá cháy luôn. Thơm quá à. Đây là ly nước dừa Tuyên vừa mới đổ ra. Xong một bữa ăn nguyên ngày luôn chứ. Trời ơi, thấy cái nước nó sôi lên không? Đã không? Bao ngon, bao chất lượng luôn. Tuyên vừa mới nếm lúc nãy rồi. Rất là ngon, rất là vừa ăn nha. Ôi chết cha. Ôi, nãy giờ quên bắt nồi cơm lên rồi. Trời ơi, quên là còn nhớ kịp á. Thôi, bây giờ Tuyên đi bắt nồi cơm. Cái nồi thịt này là nước thịt này mà ăn chấm với cà chua cũng ngon. Hơi dưa leo nữa nhít nấp, nhưng mà thôi cà chua đang nhiều lắm, được tặng quá trời. Ăn để nó hư cho kịp. Suy nghĩ cái gì à? Hả? Em bé giỏi quá vậy.
canh ba nấu ăn xong rồi mới chịu dậy nè, vừa xong rồi dậy liền luôn. Thượng nghiệp quá à, cái mặt đỏ lét. Chết rồi. Sao vậy con? Giống nhau chưa? Giống nhau. Giống nhau rồi hả? Gia đình mình đi chơi không cho chị hai đi hả? Một cái chú nhìn mặt em sẽ tội nghiệp con. Vì đi khám nhiều cơ lắm còn chứ không biết tại sao nữa. Ông mà cô chú biết em bị gì không? Chỉ dùm tuyên chứ. Cho con mẹ ban cô ạ. Không biết sang nữa rồi. Bây giờ là tiếp tục đi khám. Nhìn cái mặt xót quá rồi. Sao vậy con? Không muốn sang nha. Không dám hôn cái mặt luôn á. Cái này bị cảm sửa hả con? Nhìn vô cái đĩa. Chị mà biết anh đang ẩm cái lên đây để nhờ bác sĩ tư vấn như thế nào. Bữa giờ là cũng đi nhiều nơi đấy rồi. Chưa có nơi nào phù hợp với em cả. Tắm lá cây là tắm nhiều lá lắm rồi đó. Không có tắm gì được không ta đâu. Nhưng mà đây chúng ta nha. Tắt. Đẹp trai vẫn đẹp trai cười vẫn đẹp trai cái đầu nó kìa anh nhìn trên đầu kìa không à. Bà Di Cá là bà đây trời à, con ăn cơm rồi ngon không ngon bún ơi bún ơi bà làm đồ ăn cho chị hai ăn á cá thấy bà giỏi không ê. Thôi. Hồi sáng bà làm đồ ăn cho chị hai ăn. Cho mẹ ăn, cho ngoại ăn. Ô sao ừ? Nói gì với bà vậy? Ô ô nhau. Đăng. Ê, bà bỏ con bà quay phim hả? Bà không có giỡn với con hả? Tội nghiệp bị cáo không bà cô chú ơi. Mặt em bị tràm sữa, bị viêm da cơ địa gì đó. Em bị đỏ lét luôn rồi. Thương em quá à. Em mạnh khỏe nha. Không sao hết nha. Bị cáo của bà giỏi mà. Dáng dài hơn thì mình hết thôi ha. Con mày con ơi. Dỡ cái răng này. Một răng hả? Đâu ra? Cái hồn. 5 tháng chưa? Tám ngày nữa là con nhận 5 tháng rồi đúng không? Thì con là con đang chuẩn bị làm. Là thời gian này là Bầu Ngư được đi xuống Hồ Tràm chơi đó là Bầu Ngư cũng 4 tháng mấy. Lần đầu tiên chị hai mới xuất hiện ở trên YouTube á. Lần đầu tiên chị hai đi chơi luôn. Lần đầu tiên lúc đó ít đi cá thanh long có trong còn bây giờ thì cá đi mọn đít luôn cá đi quá trời đi luôn rồi mỗi 2 tháng 10 ngày dứt đi Đà Lạt luôn cá đi mọn cái đít cá luôn đã dữ luôn đi không có ở nhà luôn làm sao vậy đi muốn mất sữa luôn. Trong vòng 1 tháng đi 3 chỗ đi xa thì xa luôn giờ mới hôm tết đi Phú Quốc nữa ok đi với ba chứ đi Phú Quốc rồi mà hỏi nên sao mặt em bị nhiều không bà cô chú ơi em bị nổi quá trời luôn tiên đưa đi khám nhiều lắm rồi đó nhiều nơi rồi nhiều bác sĩ luôn rồi mà vẫn không hết cứ sức thuốc vô á thì nó lại hết thì da lại đẹp trai lắm kìa buông thuốc ra lại như thế này bác sĩ cũng không cho sức thuốc nhiều tại vì cũng không tốt thì tiên với bé Hân có hỏi bác sĩ nhờ bác sĩ tư vấn thì cái này như thế nào bác sĩ nó đừng lo tại em còn nhỏ qua cái đốt tầm 6 tháng 1 tuổi gì đó là em khỏe em hết à sao thì chắc tính để cho em hết tự nhiên chứ cũng không cần phải xịt thuốc quan trọng là phải giữ cho em sạch sẽ nè không có bị viêm da nè ha chứ biết tại sao rồi tại sao Viu Cá bị như thế này rồi Viu Cá bị giống ba ba xin lỗi tại cơ địa của ba vậy đó giờ Viu Cá y chang như ba luôn
Hồi nhỏ tôi nghe mẹ Tiên nói trời ơi, Tiên còn khủng khiếp hơn gì nữa. Giống như người ta gọi là chàm sữa. Ừ, mặt mày đầu cổ tay chân ghẻ không. Thôi ba vòng lên ha. Ba tắt clip mày, ba vòng cá lên nha. Lật quá luôn, lật quá luôn. Ngoài vòng con nha. Chịu không? Ba quét cái vòng của cá cho sạch nè. Rồi ba đi tập gym nè. Ba thương mẹ. Bye bye ông bà cô chú nha. Tiên cũng thử qua nhiều loại nước nấu tắm em bé của ông bà cô chú chỉ trước đó rồi. Nào là trà xanh nè, nào là lá su đũa nè, nói chung nhiều lắm rồi. Nhưng mà cũng không hết. Thôi bây giờ bà nói nè, như cá của bà mạnh mẽ đúng không? Con giỏi đúng không? Ồ, con khỏe thì khỏe luôn nha. Con giỏi nha. Ừ, ba thương, ba thương. Còn chị hai đâu rồi? Lại ba nói chuyện tí xíu coi. Ông bà cô chú nhìn con chút xíu nè. Nhanh lên. Ai chị hai đi học nè. Đi học vừa rồi nè. Ăn cơm no bụng rồi nè. Em khóc cả. À. Thôi, bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Tiên ẩm đi cá lên đây. Tiên dẫn cái phòng đi cá đây.